Real Madrid thông báo thông tin bất ngờ. Tờ Marca dự đoán Real đang dồn tài chính cho những bom tấn trong mơ của đội chủ sân Bernabeu, bao gồm Erling Haaland và Son Heung-min. Mới đây, đích thân huấn luyện viên Carlo Ancelotti đã xác nhận Real Madrid sẽ không tham gia vào kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới, đồng thời giữ nguyên đội hình hiện tại cho đến hết mùa giải năm nay. Tuy nhiên, theo tiết lộ của Marca, đây là động thái nhằm dồn tài chính cho những bom tấn trong mơ của đội chủ sân Bernabeu, bao gồm Erling Haaland và Son Heung-min. Tuy vậy, họ cũng sẽ phải đánh đổi việc không có thêm bất kỳ sự bổ sung nào trong mùa giải được dự báo là đầy khó khăn. Hợp đồng của Son với Tottenham còn thời hạn đến hè 2025. Real sẽ phải chi một khoản tiền lớn nếu muốn chiêu mộ tiền đạo chủ lực của gà trống. Son được biết đến là một trong những cầu thủ châu Á thành công nhất lịch sử. Ở mùa 2021-2022, chân sút sinh năm 1992 giành danh hiệu vua phá lưới Premier League với 23 bàn thắng. Chưa dừng ở đó, Son còn về đích thứ 11 trong cuộc đua quả bóng vàng 2022. Đây là thành tích chưa cầu thủ châu Á nào làm được và được Real Madrid đánh giá rất cao. Đẳng cấp và sự chuyên nghiệp của Son là không phải bàn cãi, nhưng anh vẫn chưa có danh hiệu nào sau 7 năm khoác áo Spurs. Son từng cùng câu lạc bộ chủ quản vào đến chung kết Champions League 2018-2019 và Carabao Cup 2022-2021 nhưng đều nhận thất bại. Lần lượt trước Liverpool và Man City do đó muốn tìm bến đỗ mới để kiếm tìm những danh hiệu trong tương lai. Giới truyền thông Tây Ban Nha đưa tin, chủ tịch Florentino Perez có lộ trình cụ thể để đưa Haaland về Real Madrid vào năm 2024. Asic nguồn tin từ sân Bernabeu cho biết Real Madrid xem Haaland là người thay thế Karim Benzema trong dự án kéo dài một thập kỷ tới. Nguồn tin xác nhận rằng câu lạc bộ Hoàng gia Tây Ban Nha hướng đến việc chiêu mộ Haaland vào thời điểm điều khoản chấm dứt hợp đồng của anh với Man City có hiệu lực, với trị giá 150 triệu euro. Đó cũng là thời điểm Benzema nhiều khả năng rời sân Bernabeu.